Thưa quý vị, trong số những ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có những ca là tiểu thương kinh doanh ở các chợ. Từ mối nguy này cũng là để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch nơi đông người, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu quyết định tạm dừng hoạt động đối với tất cả các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn từ 12 giờ trưa 3 tháng 7. Sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về tạm dừng hoạt động tại tất cả các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn từ 12 giờ trưa 3 tháng 7 để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Đến buổi chiều, các chợ tự phát, chợ tạm trên địa bàn thành phố như chợ Trần Bình Trọng, chợ Sớm Lưới, chợ Cô Giang hầu như vắng vẻ. Chỉ có một vài tiểu thương tận dụng mặt bằng gia đình để kinh doanh các loại rau củ quả. Thì nói chung là về dịch bệnh thì bọn em cũng rất là ủng hộ thôi. Vâng, nhưng mà còn từ tương lai sau này thì cũng không biết thế nào, thì bao giờ mà có nghị định của nhà nước thì tụi em lại hoạt động lại bình thường. Đại bộ phận người dân thành phố Vũng Tàu đều bày tỏ sự đồng tình với chủ trương hạn chế tập trung đông người bằng cách tạm dừng hoạt động đối với tất cả các chợ tạm, chợ tự phát của Ủy ban Nhân dân thành phố để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Thì cũng nên á, tại vì giờ không có kiểm soát được á, nên là cũng nên đóng lại một thời gian, khi nào mà ổn định dịch rồi thì mở lại thì cũng được ạ. Mình thấy cái chủ trương của tỉnh mình như thế này rất là ok. Mặc dù nó cũng khó khăn cho tất cả tiểu thương đó, nhưng mà dịch vẫn là quan trọng hơn hết. Mình có thể tập trung vào một chỗ dễ kiểm soát và dễ kiểm soát dịch và cũng dễ cho bà con mình nữa. Đối với chợ đầu mối tạm thời trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đang lên phương án di dời chợ đến bãi đậu xe ở khu vực Paradise vào sáng ngày 5 tháng 7. Trong buổi họp bàn phương án ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 sáng ngày 3 tháng 7, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu chỉ đạo đội trật tự đô thị, công an, ban chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn An Ninh và phường 8 triển khai nhiệm vụ này. Mục tiêu lớn nhất của thành phố thứ nhất đó là hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người không thể kiểm soát nổi ở tất cả những khu vực chợ. Vấn đề thứ hai nữa đó là hạn chế việc tất cả những người ở địa phương khác đưa toàn bộ tất cả các hàng hóa về thành phố Vũng Tàu mà không được kiểm soát. Vì vậy cho nên là thành phố sẽ đóng cửa chợ tạm và thành phố sẽ có những cái chính sách hỗ trợ một cách phù hợp đối với tất cả các đối tượng này. Dẫu biết tạm dừng hoạt động những chợ tự phát, chợ tạm sẽ ảnh hưởng đến nhiều tiểu thương, nhưng trong tình hình dịch COVID-19 đang lây lan ngay trong cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là trong các tiểu thương, chính quyền thành phố Vũng Tàu kêu gọi sự đồng lòng chung sức chống dịch của người dân để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.